nói chung thì cái màn hình cảm ứng này nó sẽ khá là nhạy cả nhà. Hello cả nhà, đến với Loa Kế Tâm Việt. Hôm nay Loa Kế Tâm Việt bên em sẽ giới thiệu anh chị một mẫu loa kế màn hình rất chi là độc lạ bên dương cả nhà, phù hợp cho anh chị không phải sử dụng màn hình điện thoại mà có thể kéo đi đây đi đó trong nhà hoặc là trong sân vườn chẳng hạn mà vẫn có cái màn hình to để hát karaoke nha. Thì em loa đó là em loa nào thì cùng Loa Kế Tâm Việt bên em tìm hiểu ngay nhé. Rồi 1, 2, 3, let's go. Trước mắt anh chị đó chính là mẫu loa có model là King Bass TV250K này cả nhà. Thì như thường lệ thì em sẽ giới thiệu về ngoại hình nè, công suất và chất âm, phụ kiện, test micro và karaoke. Và đặc biệt hơn nữa là xem em loa này nó phù hợp với nhu cầu nào của anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về ngoại hình của em loa này trước. Thì đập vào mắt anh chị chính là thiết kế dạng thùng đẩy, giống như là đẩy đi chợ đó nha. Cái thùng mà anh chị hay đẩy đi chợ đó. Thì thiết kế tông màu chủ đạo của em loa này chính là màu đen và màu gạch ngói. Thì mặt lưới với lại hai cái loa trép đằng trước của nó là màu gạch ngói nữa nha. Thì em nhìn dày thì em thấy cái màu này nó giống như là cái màu của cái ngói xây nhà đó. Thì em thấy là màu gạch ngói thôi. Còn có thể anh chị thấy màu này giống như là màu cam hoặc là màu đỏ. Thì anh chị nếu mà cảm nhận khác nhau thì hãy bình luận bên phía dưới video này nha. Có khi là em bị mù màu cũng lên nữa cả nhà. Thì em loa này nó còn có một mặt lưới màu là màu xanh da trời nữa, để anh chị có thể có thêm nhiều sự lựa chọn. Và phía mặt sau của em loa này thì nó có thêm cái hộp đựng micro nữa cả nhà. Đây, như cả nhà thấy đây. Và phía bên mặt hông thì nó có thêm cái chữ 2024 nữa. Nhưng là định hướng em loa này, nhưng là xu hướng của tương lai nha cả nhà. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cái phần bo mạch của em loa King Bass TV250K nha cả nhà. Thì bo mạch của em loa này á, thì nằm ở phía trên cùng của loa luôn, ở phía trên đỉnh nha cả nhà. Cho nên anh chị sẽ rất là dễ thao tác như thế này. Tuy nhiên thì nó có một cái khuyết điểm nhỏ, đó là anh chị sẽ chú ý hơn về cái phần mà chất lỏng nó dễ vô cái bo mạch nha cả nhà. Khi mà anh chị chơi ngoài trời hay là để mấy cái ly nước như nước đá chẳng hạn thì chất lỏng sẽ rất là rỉ vô cái bo mạch này, gây nguy hiểm và dễ cháy bo nha. Thì anh chị chú ý điều đó là được. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về các phím chức năng. Em loa này thì nó sở hữu cho anh chị cả 4 hiệu ứng vang của micro này cả nhà, bao gồm reverb nè, echo, repeat và delay. Đây, 4 phím này nè cả nhà. Nên anh chị có thể hát karaoke rất là thoải mái. Rồi, sở hữu cho anh chị là một cổng USB và một cổng thẻ nhớ. Đây là đèn LED hiển thị nha cả nhà. Các phím chức năng thì anh chị chỉ chú ý nhất là nút mode này thôi, là nút chuyển Bluetooth. Đấy, nút âm lượng tổng. Đây, phía bên này dùng hỗ trợ cho anh chị là hai cổng mic và hai cổng guitar nha. Anh chị có thể sử dụng tối đa là 6 cái micro trên loa này. Đấy, hai mic của loa và anh chị có thể kết nối thêm 2 mic, 4 mic đa năng chứ. Là tổng cộng là 6 mic. Đấy, chơi rất là thoải mái luôn. Bên này bao gồm các phím liên quan tới nhạc cả nhà, như là bass, treble nè, âm lượng nhạc. Đấy. Rồi, lúc này là nút guitar volume thì anh chị chơi nhạc cụ thì hãy chú ý đến nó, còn không thì thôi bỏ qua cũng được. Rồi, phía bên này bao gồm các cổng nguồn nha cả nhà, cổng để sạc sử dụng điện là 220V. Ở phía bên dưới này bao gồm có cổng AV sử dụng cho anh chị là kết nối các thiết bị ngoại vi như là TV hoặc là máy tính chẳng hạn. Cổng bông sen nha cả nhà. Ở phía chỗ này bao gồm có cổng cắm điện biên phụ. Đấy, 12V thì anh chị nếu mà sử dụng ở ngoài trời lâu á mà lo lắng về cái việc mà cái loa này nó hết pin á thì anh chị có thể sử dụng thêm một cái bình ắc quy để kết nối vào sử dụng tiếp nha. Rồi, phía bên này bao gồm cái đèn LED hiển thị pin nha cả nhà. Thì cái đèn LED này thì anh chị cũng không cần quan tâm lắm đâu, bởi vì đa số loa kéo trên thị trường á thì nó hiển thị không có đúng lắm, anh chị cứ canh cái đúng giờ nó mà xài thôi nha. Rồi, bây giờ em sẽ show cái bo mạch Android ở phía đằng sau loa. Rồi, phía sau loa đây á thì loa sở hữu cho anh chị thêm một cái phần bo mà cứng của phần mềm Android nha cả nhà. Đây là cái để thu sóng nè, kết nối vào cái này nè để thu sóng nè cả nhà. Rồi, một cái cổng AV một đầu, một cái cổng USB, hỗ trợ thêm chị một cổng USB, một cổng thẻ nhớ và một cổng HDMI. Còn đây là nút nguồn nha nha, bật tắt. Anh chị bật cái này thì cái màn hình nó sẽ mở lên. Thì em chú trọng vào cái chỗ cắm này hơn. Khi mà anh chị xài thì anh chị bắt buộc. Anh phải gọi là bắt buộc nha nha, cắm vào này. Để có thể thu sóng Wi-Fi và Bluetooth tốt hơn nha. Nếu mà anh chị không cắm cái cây này vào thì anh chị khỏi vô YouTube để hát karaoke luôn á. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về phụ kiện của loa này cả nhà. Cũng rất là đơn giản thôi. Đó nên là loa sử dụng cho anh chị là một cái rắc cắm sạc 3 chấu. Đây, em đứng gần hơn như là thấy nha. Rồi, 3 chấu này cả nhà. Thì cái này thì nó có 3 chấu đây. Một cái rắc cắm sạc, một cặp micro UHF nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy đây. Nó trùng với cái màu mà màu lưới luôn. Cho nên nhìn rất là sang cả nhà. Và một cái hộp micro vải để chứa đựng.
Đồng thời nó có thêm cho anh chị là một cái cây thu sóng wifi với bluetooth nha. Đây. Đấy. Rồi, nhiều là hết rồi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái đồ hút không giống là Tech Pro của em loa này cho cả nhà xem nó có hút hay không nhé. Alo, 1, 2, 3, 4. Thì hiện tại em đang nói trên chiếc micro của em loa KingBass TV250K này cả nhà. Tại cái micro này đặc biệt là nó chỉnh được độ hút và độ tăng giảm âm lượng bên trong micro. Thì hiện tại em đang đến 7 nha. Rồi, em sẽ sờ như thế nào xem. Đấy, mức 7 như thế nha. Thì tổng cộng thì em loa này nó có tổng cộng là 9 nấc. Thì hiểu đơn giản thế này, khi mà cái nấc này nó càng cao á thì cái âm lượng micro và cái độ hút liên quan đến micro nữa nha, nó sẽ càng lớn. Tuy nhiên thì nó càng dễ hú nữa nha. Hiện tại đang để mức 7 thôi và đang nói trong không gian là 45 m². Em đang ngồi ở không gian 45 m² nữa nha. Đấy. Thì khoảng cách từ miệng tới micro em đang nói là tầm 10 cm. Thì em nói ra nó tiếng rất là đủ dãy nha. Em đang test về cái độ hút. Và nếu mà anh chị muốn hát nhẹ hơn á, muốn hát êm hơn chút xíu nữa thì anh chị để tầm 5 cm thôi. Còn cách này là ok nhất cả nhà. Còn nếu mà anh chị có giọng yếu quá thì anh chị có thể để gần hơn chút nữa là 2 cm thì nó sẽ nhẹ hơn nữa. Tuy nhiên anh chị muốn cải thiện cái độ hút này nữa thì anh chị có thể tăng giảm âm lượng với lại bên trong micro này, tăng lên mức 8 hoặc mức 9 nha. Đấy, thì nó sẽ nhẹ hơn và anh chị có thể tăng âm lượng bên trong loa, micro bên trong loa. Đấy, nó sẽ nhẹ hơn cả nhà. Tuy nhiên thì tăng thế càng cao á thì cái độ chống hú của loa này nó sẽ giảm xuống, nó sẽ dễ hú hơn cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ test về cái độ chống hú của loa cả nhà. Thì việc này của anh chị cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Vì thực tế anh chị thấy thì em loa này đứng cách gần khoảng nửa mét nhưng mà nó không có hú cả nhà. Thì em nãy em đã nói rồi, để mức âm lượng tất cả liên quan micro bên trong loa là 50%. Và em để mức âm lượng bên trong độ tăng giảm bên trong micro là mức 7. Thì nói rất là bình thường cả nhà, nó không có hú. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị tăng cái âm lượng bên trong micro lên mức 9 chẳng hạn, hoặc là lên âm lượng bên trong loa lên cao hơn 50% hồi nãy em bạn á, thì khả năng nó sẽ hú cả nhà. Hoặc là anh chị chỉ thẳng trực tiếp micro này vô bên trong cái loa trép này nè thì khả năng nó sẽ hú nữa nha. Tuy nhiên thì khi hát karaoke thì không ai mà đứng sát rạc mà hát cả, cho nên anh chị khi hát karaoke ở trong nhà hay ngoài trời thì cũng không cần phải lo lắng cái độ hú của loa nha. Rồi bây giờ sẽ test cho anh chị một bài karaoke để test cái âm cho loa này nha. Thì sẽ hát trực tiếp lên loa này luôn. Thì bài này thì em không có thuộc lời lắm nữa nha, anh sẽ nhìn vô bằng hình em hát. Rồi vô nha cả nhà. Bài Chuyện Hoa Xin Beat của Đan Nguyên nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Rừng hoa đẹp như hoa màu tím, chuyện tình thương những chuyện hoa xin. Có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xinh, đứng nhìn xin tím hoa biên biên, nhớ chồng chín chín hình xa xăm. Ôi lấy chồng chín tinh, lấy chồng mấy người đi chờ lại. Giờ khi mình đi mãi, giờ khi mình không về, thì thương người vợ bé mong chiều quê. Nhưng không chết người trai khóc được, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái. Rồi, bây giờ em sẽ thao tác trực tiếp nhân loa này. Em sẽ cho anh chị nghe thêm hai đoạn nhạc nữa nha. Rồi, mời camera man quay gần một xíu ạ. Rồi, em sẽ cho các nhà nghe một đoạn nhạc remix. Nhạc remix này các nhà. Nhạc trữ tình đi. Rồi, vô.
Rồi, cái mặt đại của bài nhớ nha. Rồi, nói chuyện. Rồi, chúng ta bước sang được áp bè, chuẩn năng lượng phát tạo trục sắc. Quảng cáo nhiều quá. Nói chung thì cái màn hình này, màn hình cảm ứng này nó sẽ khá là nhạy cả nhà. Để thao tác đây cho cả nhà thấy. Đó những đêm buồn mang dàn trôi biết ai về chốn nào. Tôi xin sớm vòng tay mở rộng. Rồi cả nhà đã nghe xong đoạn nhạc và bài karaoke em hát phải không ạ? Thì cả nhà cảm nhận em loa này như thế nào? Thì cái độ nhạy em loa này nó cũng khá là ok đó nha, nó cũng khá là nhạy. Tuy nhiên thì cả nhà đừng có mong rằng cái độ nhạy của nó có thể bằng với một cái điện thoại anh chị hay xài nha. Nó sẽ có một cái độ delay nhất định. Tuy nhiên theo Tâm Việt bên em được biết á, thì cái loa màn hình cảm ứng này là nó có độ nhạy tốt nhất hiện nay nha cả nhà. Chắc âm trầm ấm cùng với tép sáng khỏe thế này á, thì cũng cho anh chị một trải nghiệm karaoke rất là mượt mà rồi nha. Cùng với củ bass 5 tấc công suất lớn á, thì hỗ trợ cho anh chị chơi ngoài trời rất là tốt. À, khoảng tầm từ 100 tới 200 mét vuông nha cả nhà. Thì em loa này thì nó có cái độ nhạy màn hình cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên nếu mà anh chị muốn thao tác nhanh hơn nữa và có thể điều khiển từ xa được á, thì anh chị có thể lấy cái điện thoại của mình kết nối với cái app YouTube ở bên trong cái loa này nha cả nhà. Có thể điều khiển từ xa rất là dễ dàng và nó sẽ nhanh chóng hơn nữa. Nói chung thao tác sẽ lẹ hơn. Tuy nhiên thì em không có tiện hỗ trợ ở đây nha cả nhà. Em không có tiện hướng dẫn anh chị ở đây. Nếu mà anh chị muốn biết thì hãy inbox cho em nha. Bởi vì nói ở đây thì nó tốn nhiều thời gian lắm. Hiện tại thì Tâm Việt bên em đang bán em loa này với giá là 15 triệu nha cả nhà. Bảo hành cho anh chị là 6 tháng micro và AQ, 12 tháng bo mạch. Mà em loa có củ bass 5 tấc. Nếu mà anh chị đang muốn sở hữu em loa màn hình có công suất lớn thế này và có thể đứng trước loa để hát karaoke như một ca sĩ thật sự, thì em loa này rất là thích hợp nha cả nhà. Rồi, đặt hàng ngay để nhận quà miễn phí từ Tâm Việt bên em. Video tới đây kết thúc. Bye bye cả nhà.